trời mưa lại lên đường đi uống rượu, đi uống với em gái rượu nhanh. Mùa tháng ba, tính qua dằm trung thu đến tết thì nhanh nên chưa nổi thật, làm việc nó bị trơn. Và sân người ta quay đi tức nhỉ. Cái này vòng nguy hiểm này anh Tuấn nhỉ, để em một xuống em hỏi tiến lên cái chị kia xem chị biết. Chú ấy xin nhan chưa? Giờ không cần đâu, xin nhan. Chắc không biết. Không phải dân dạo không thể biết. Trong đây không có quán nào thì cũng lại khó để người ta. Chẳng liên quan thì chấm chéo, để chấm đi cái thịt. Thịt nướng, thịt vừa mặt, tùy theo khẩu vị. Em đến thử xem nó là cái gì đi. Chậm chéo này, chậm chéo này. Xong rồi cái tiền ngồi vui vẻ. Nhớ bé nhỉ. Chị, anh đừng có soi em, đừng có cười. Anh ăn nó đi, ngon rồi. Chào, cho anh chào uống nước.